giờ bắt đầu cuộc hành trình đi nha cả nhà. Là đi vô cái em trai mà 31, 32 tuổi bị tê bắt gà đế liền giường đó. Thì cũng được khán giả cho một ít tiền. Trường hợp của em này thì cho ít hơn cái em Khánh bị mù. Cho nên bây giờ sẵn Hằng sẽ đi giải quyết luôn cho xong để Hằng còn đi nhiều chương trình khác nữa. Hôm nay cái thằng em gửi nó ở nhà nó mới chở đi nè. Chứ quý vị biết không, khi mà mình đi xin chào cả nhà. Đây nè, em gửi nó hôm nay nó nghỉ làm. Nó làm tài xế nó chở cho đi. Đó, chứ đâu có ai chở. Quý vị biết không, ở khi mình về Việt Nam mà mình đi làm từ thiện ở vùng quê á thì đâu có phải là mình muốn đi là mình đi dễ đâu. Cho nên mỗi lần đi á thì rất là khó khăn. Cho nên mà những trường hợp khi được những người ta giới thiệu là những trường hợp đặc biệt đó cần được giúp á, thì khi Hằng cũng gắng cố gắng. Có khi Hằng đi bộ, các bạn thấy đi bộ rất là xa đó. Rồi Hằng gắng cố gắng để Hằng đi lại, Hằng chia sẻ. Và bước đầu tiên á, lần nào Hằng tới Hằng cũng giúp trước một cái số tiền cho người ta đủ để làm một cái gì đó trang trải một chút xíu. Rồi xong sau đó Hằng chia sẻ những cái video này được nhờ sự cộng đồng mạng giúp thôi. Chứ nói mà đi làm YouTube để mà kiếm view lấy tiền YouTube ăn á, thì những video mà khi Hằng gắng cố gắng mà lội bộ hoặc là ngồi từ chiếc xuồng chạy thật là xa tới nơi để chia sẻ một cái trường hợp để giúp cho những trường hợp đó có được bạc ngàn và vài ngàn đó, thì thật sự cái video YouTube đó Hằng không có lấy tiền đâu nha cả nhà. Vài chục đô, các bạn nghĩ đối vài chục đô của Hằng đi quay một cái phim thì có gọi là làm YouTube để lấy view lấy tiền không? Tại vì không ai coi. Mà đa số những người coi đó là ở bên Mỹ, các nhà hảo tâm, các người coi chương trình của Hằng từ lâu thì theo dõi những cái thước phim mà những cuộc đời khổ gửi tiền qua từ Mỹ gửi qua đây cho Hằng. Cho nên còn những cái khán giả mà coi để tìm trò chơi để vui á thì ít có coi cái chương trình từ thiện của Hằng. Tại vì không có, người ta coi chán lắm, toàn là những người bệnh đau không à. Rồi hay là cuộc đời khổ không à, ai mà thích mà coi. Cho nên Hằng được sự ủng hộ coi đó là các nhà hảo tâm ở Mỹ coi đa số nha các bạn. Còn khán giả mà coi vui á, thì ít có ai vô coi đó. Cho nên đây là Hằng cái niềm vui mình đi làm để mình quay một cái phim đó, mình chia sẻ lên mà giúp được cho những mảnh đời đó kiếm được vài ngàn đô. Mà giống như họ nghĩ là họ chết đi rồi mà họ sống lại vậy. Thậm chí nhiều người ta rất ngạc nhiên á, người ta nói ủa không ngờ luôn, tại sao họ có được một cái số tiền mà lúc họ đang khổ, họ mặc dù họ kiếm 100 ngàn để ngồi chiếc xe ôm đi ra tới bệnh viện khám bệnh cũng không có. Thì đôi khi những cái bất ngờ này làm cho họ vui. Thì đây là những công việc mà Hằng vui, Hằng làm thôi, Hằng thích Hằng làm thôi. Chứ nói đi kiếm view để lấy tiền YouTube thì đi những cái trường hợp này chi phí của cái kiếm view nó không đủ đâu. Chi phí quay một cái video đó Hằng kiếm view không đủ đâu. Ai mở cửa hết trơn vậy? Này hả? Không đủ chi phí để Hằng đi đâu, cái Hằng nói thiệt. Nếu mà đi quay cái phim này gắn lặn lội như vậy ha, rồi quay cái phim này để lấy cái view, lấy cái tiền YouTube, không đủ chi phí đi. Này Hằng dám nói thiệt nha quý vị. Cho nên khi mình cái gì đó mình muốn bình luận một cái câu chuyện gì đó, mình phải nhìn nó công tâm phân minh. Làm YouTube mặc dù ai cũng là một cái nghề, đó là cái nghề, nhưng tùy theo cái nghề người ta chọn gì cái gì. Hằng cũng thường hay nói hoài thiếu gì nghề YouTube để mà làm, nhưng mà ta thích cái nghề gì thì người ta chọn nghề đó thôi, đại khái vậy. Nhưng anh này cũng đang chọn về một cái nghề YouTube mà chưa biết làm về gì. Gặp gì làm nấy ha, gặp gì làm nấy đi, gặp người khổ khổ thì giúp người khốn khổ ha. Rồi mình thấy gì thì mình chia sẻ nấy cho quý vị khán giả xem ha. Mai mốt là khi Hằng nói lên cái kênh của anh này thì quý vị khán giả vào đây subscribe, đăng ký kênh rồi xem ủng hộ anh nha, em rể của Hằng á. Coi như là gặp gì làm nấy, gặp người hoạn nạn giúp người hoạn nạn ha. Rồi mình gặp quay cái chuyện lạ gì quay chia sẻ cho khán giả xem, cuộc sống đời thường, cuộc sống hàng ngày đi làm vậy đó. Vậy thôi. Thấy gì Hằng làm vui quá em cũng làm. Đó,
bây giờ cảm thấy khi mình đi giúp được đời, giúp được người vui không? Vui. Đúng rồi. Cho nên mấy ngày nay thằng về thằng cũng dẫn mấy đứa cháu đi theo đó, thằng nói đó nhìn đi. Ở cuộc đời có rất nhiều người khổ hơn mình. Mình được vậy mình phải gắng phấn đấu lên. Đó, mấy đứa cháu của thằng. Mấy đứa nhỏ nhỏ thằng đi thằng dẫn theo. Vậy chứ các bạn nghĩ đi, khi các bạn giúp được người các bạn vui không? Người ta đang tận cùng của xã hội, người ta tưởng là người ta đi vào con đường chết. Khi người ta gặp được mình, người ta nói ô giống như một cái phao mà ta sắp chết đuối mà mình vớt người ta lên vậy. Rồi cái tự nhiên cái người ta có một cái tinh thần vui vẻ lại, có thể chống chọi được cái bệnh. Mình làm được điều đó mình vui không? Vui. Cứ suy nghĩ vậy đi mà cứ làm tiếp tục vậy đó. Cứ suy nghĩ vậy mà làm tiếp tục hoài mà không có bỏ được cái nghề này đó. Vậy thôi. Giờ bữa đó nói ai thấy em Khánh đi. Trời ơi, cô Hoàng xuống nói trời ơi tội nghiệp dữ trời lắm. Bây giờ nó đang đi ra Cà Mau để nó xin cái bảo hiểm mà không biết ai chở đó. Mà bây giờ nói tới ngày đi Sài Gòn rồi mà cho 200 ngàn trong túi cũng không có nữa. Đó trời ơi, thằng nghe rồi cũng không có bỏ qua được. Cũng gán đi. Mấy gì cháu à, cũng anh tài xế thì chở lên. Chở lên rồi phải đi bộ vô một đoạn. Tắt nghe nó rồi. Tài xế này anh chở lên xong rồi bắt đầu mấy dì cháu lội bộ. Lội bộ vô một đoạn. Lội bộ trong mưa. À, lội bộ trong mưa luôn, đi bộ mà. Mưa mà nhà lạ quắc rồi đâu có ghé được mưa. Làm tôi thiệt mà cũng lãng mạn nha. À, lãng mạn ha, che dù đi trong mưa rồi vui lắm. Không mà vậy mình vui là được rồi. Thì cái cực cái khổ mình làm mà mình cảm thấy mình vui là được hết. Thì khi chia sẻ cái video em Khánh lên thì chạm tới trái tim của rất là nhiều các nhà hảo tâm khán giả khắp nơi trên thế giới luôn. Không phải riêng nước Mỹ mà khắp nơi trên thế giới. À, mỗi người gửi về một chút cho em Khánh thì em Khánh có được cái số tiền hiện tại hằng đang giữ đây khoảng 4.000 đô. Hơn á, có thể nếu mà còn nhận lai gai hơn 4.000 đô. Thì quý vị cứ nghĩ xem khi một người người ta giống như đang rớt xuống sông mà cái tay giúp giới á, không có cái gì để nắm. Tự nhiên cái phao cái nắm kéo người ta lên cái. Rồi người ta mừng mà giống như là bắt được không biết cái gì luôn thì cảm giác mình vui không? Rất là vui. Đó. Nên làm được gì cứ làm đấy ha. Cái anh tương lai YouTube này gắng làm đi rồi quý vị khán giả sẽ ủng hộ nha chưa? Ha. Gắng cố gắng giống như chị Hằng về ổng gài làm vậy đó. Thì khả năng mình vừa đi làm mà mình thấy gì mình giúp đó. Thì sẽ được sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị khán giả. Vậy đó. Hơi mắc cỡ chút. Hơi mắc cỡ chút hả? Sao vậy? Chưa có tự tin nói phải không? Chưa xuất hiện trước mọi người nhiều. Vậy hả? Đập. Mình cứ làm những cái gì thật lòng mình. Mình nói những cái gì thật lòng mình thì nó không có sợ gì hết trơn. Đó, ở ngoài sau thì chị Sòn với chị hai của Hằng. Hello. Hello. Chào. Với lại bé Tini. Bé Như ấy. Giờ là đi vô nhà này, bữa kia Hằng đi bằng xuồng tàu. Tại vì bữa kia đó là không có em gửi nãy nhà. Thì bữa kia anh kia anh chở giùm đi bằng chiếc gì, chiếc giỏ. Chiếc xuồng giỏ. Rồi bữa nay thì có em gửi ở nhà, em gửi chở bằng xe. Cho nên cái lộ này là xe chạy được luôn. Lộ làng á. Lộ làng người ta làm xe chạy tới nhà. Rồi có thể tới nó chạy từ từ đi chứ nhìn nhà chứ biết. Cứ chạy chậm chậm thôi. Kêu cái mũi hồi nãy cái mũi vô đó. Yeah, thì nãy xuống đó là nó mềm lắm cái hết lên luôn. Vậy hả? Trời ơi dưới sông đó ông nội ơi. Ghê quá à. Sao ông da da tôi sợ quá vậy? Thì vậy mới cảm giác. À, có từ từ. Có dừng lại. Có dừng lại tôi đi xuống đi. Được quá đó. Trời. Được rồi, gần quá rồi. Tao lấy, tao lấy luôn. Đâu có được, tao rung đó. Thì cứ rung đi. Ui là trời, dạ. Cái mé xong ghê quá à. Cứ rung đi. Thì em mới cái xong. Tao sợ. Em mạnh đi, qua phía sau cái nữa kia. Em sợ xuống như sao, đất lúng lên không đổ. Không có lúng.
sao biết được. Trời. Cảm giác nào? Ở dưới mấy sông kia cũng chết luôn. Cảm giác hồi hộp. Cái lộ thì nhỏ xíu mà nó cứ nghe cái mũi xuống mấy sông hoài à, sợ cũng chết à. Sợ thiệt chứ. Sợ thiệt chứ, nếu mà lấy sợ thiệt chứ. Sợ chứ, sao anh sợ nè. Rồi chạy đi, chạy từ từ đi rồi chứ nhớ rồi. Kìa nằm kìa phải không? Ờ, đẩy nó ra đó rồi kìa. Được, mấy mé gì đó. Hồi cũng có xe hơi nữa. Giờ nóng quá chắc đi ra. Đi ra đẩy ra góc me cho nằm rồi kìa. Chắc nóng quá cho ra góc me nằm. Thì này để em chích sách chút. Rồi để em cho ra chích sách xíu. Đừng nghe, đừng nghe, để em coi sách gì không sách lại luôn. Thôi bây giờ nè. Để xuống nè. Kêu. Bây giờ để cho đi. Qua được là được rồi. Không, nghe nói nè. Dạ, dạ, nói đi. À, bây giờ để xuống hết đi rồi Kiên mới đậu xe chỗ nào đó, Kiên ra. Rồi, xong rồi đậu xuống dưới, để đây có xe hơi chạy á. Khi nào tới mình kiếm được. Ây da, nóng. Đồ đồ. Ui trời ơi, nóng. Kinh khủng quá. Nè chị Sơn. Bây giờ nóng quá, đem ra đây đó hả? Ủa hồi nãy điện cho con bé kia nó có nói là hằng xuống không? Không biết hả? Chị đi xuống không biết luôn hả? Điện cho con gì đó, điện cho con. Có nãy điện lên thằng trai á. Điện trai nè, điện nói rồi không biết số của Hằng. Điện lại gặp người kia nó chế đang xuống Cà Mau vậy á. Ủa cái góc me rồi che cái này lên là để nằm cho mát hả? Là nóng quá là rớt xuống bụi rồi đó. Nóng quá thì đẩy ra đây. Được. Bởi vì nãy chạy hước rồi chạy ngang nhìn vô. Thấy dây còn quen nó chạy vô hước. Nhìn trong cái nhà thiết nó ủa không thấy cái giường nó thì nói tưởng đâu là không phải. Ai về đâu nhớ sực nó chắc là đẩy ra góc me rồi. À hả? Gửi góc me là để văn võng rồi nằm vậy đó ha. Góc me mát. Kệ cho ngủ đi đâu sao đâu, không nằm đó không ngủ đâu làm gì đâu. Cái đó là ai? Ở sớm lại hả? Ở sớm xỉn ngủ rồi lại nằm góc me vậy hả? Vậy là có chập nhậu rồi hả? Nhậu rồi chơi lâu đó rồi cái nó lại đây nó nói chuyện nó hỏi thăm này nè rồi cái gì ở nằm đó luôn. Nóc me rồi mà ở dưới ao đó nuôi cá hả? Dạ. Cá. Rồi giờ là cứ mỗi ngày nóng thì đẩy nó ra đây. À. Đẩy ra đây nằm. Rồi ăn uống gì chưa? Trời nắng là đi ra đây sáng ăn mà cơm rồi. Ăn rồi bắt đầu mới cho uống 2 viên thuốc. Nấu cơm cho ăn? Nấu cơm cho ăn. Rồi, uống 2 viên thuốc gì? Thuốc của cô cho đó. Ừ. Rồi thấy nó thằng đau nhất cái nó kêu lấy thuốc đó ra uống đi. Đau nhất cái lấy thuốc đó ra uống thôi hả? Ừ. Trời đất ơi, thuốc là để khi nào cảm sốt mới uống. Nghĩ sao? Ừ. Đây cũng sổ mũi uống sao mà thấy bớt nè. Ừ. Sổ mũi. Sổ mũi nhức đầu cảm sốt gì đó. Sổ mũi nhức đầu cái uống đêm hôm 2 viên gì mà thấy ra bớt. Ừ. Trời ơi, vậy đó. Nằm này mát không mà cũng nóng gần chết chứ mát gì đâu. Thấy cũng nóng à. Ở trong nhà gió chứ. Gió thì mát. Có gió mát hửng gió, đứng gió cũng hầm gió trời. Trong nhà nó còn nóng hơn. Ừ, cái mồ của ai, cái mã mồ của ai đó vậy? Dạ. Có ông già chôn ở cái cặp hè luôn vậy hả? Chàng ơi, tại vì nè, hồi bữa đó Hằng lên Hằng thăm đó, rồi Hằng quay cái clip Hằng chia sẻ đó, có coi chưa? Có coi hả? Rồi biết sao thì bây giờ cũng được cái sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, có gửi cho được cũng chút tiền. Cho nên thì vài bữa nữa thì Hằng đi làm việc nơi khác, cho nên trước khi Hằng đi thì Hằng ghé qua đây để... trao cho em nó một chút tiền đó để em nó có để mà lo cho cuộc sống sắp tới, ăn uống hay là mua thuốc mua men đó, cho nên là Hằng ghé qua đó. Trời ơi, hồi sáng giờ là Hằng bệnh á, Hằng không khỏe mà gán đi á, ối mấy chập rồi, ối á thấy vậy không khỏe bệnh á,
Rồi mà nói là nếu mà Hằng không có đi á thì không có còn thời gian là Hằng sẽ chuẩn bị về Mỹ nữa. Ừ, cho nên Hằng hả? Thì cũng còn tuần vài tuần nữa Hằng về. Yeah. Nhưng mà thí dụ nè, chút xíu nữa đó thì khi Hằng trao tiền và có thể để cái số điện thoại này lại trên mạng và cái địa chỉ gì đó, nếu bà con ai thương em thì có gửi tiền cho em lai gai thì sẽ liên lạc với một cái địa chỉ gì ở đây hoặc là số điện thoại ở đây. Tại vì khi mà cái clip này của Hằng đăng lên mạng đó thì các nhà hảo tâm khắp nơi rất là nhiều, thấy cái hoàn cảnh của em thương. Mà Hằng chỉ sợ là khi Hằng đi về Mỹ rồi Hằng nhận tiền rồi phải chuyển qua đây nữa thì rất là mệt, cho nên nếu như chị cho số điện thoại em đi. Em có số điện thoại ha. Dạ, ừ. Anh không, bà con cũng cho điện thoại làm buồn á. Bây giờ điện thoại xài được phải không? Dạ. Vậy giờ gán đóng tiền và giữ cái số để xài. Dạ. Nếu những nhà hảo tâm thương em, người ta điện cho em, dạ, người ta gửi cho em một chút gì đó mỗi tháng em có để có cuộc sống ha. Dạ, dạ. Ở đây là chị giúp em bằng cách đó chứ. Dạ. Đây là được một cái lâu dài. Ha. Chứ bây giờ chị đi về Mỹ rồi mà các nhà hảo tâm ví dụ điện cho chị gửi cho em thì chị nhận bên Mỹ đi, chị phải gửi ngược qua nữa cũng khó. Dạ, dạ. Cho nên liên lạc trực tiếp em. Dạ. Em gán giữ cái điện thoại và dạ, cái số điện thoại. Dạ. Ha. Dạ. Để em có cuộc sống, mua thuốc, mua men. Dạ. Đó, vậy đó. Thì bữa nay chị lên đây đó thì chị có một chút tiền nè để chị lấy ra cái danh sách chị đọc. Đây, chị cầm đấy, chị cầm. Rồi lên mạng coi nãy kia nằm nghiên coi. Ừ, mua cho điện thoại mua hồi nào? Mua cũng có năm rồi. Cả năm nay là có điện thoại riêng rồi hả? Con cái là mua rồi, cả mẹ đây hai bao chung. Hai mẹ con có một cái. Khoan để chị coi trong cái điện thoại có ai nhắn cho thêm không. Trời ơi, đây nè, biết không, chị đi cực khổ như vậy, khi chị thấy gì chị vui, chị làm được, chị giúp được cho. Nếu mà không biết chạy xuống dưới xin gạo thì làm sao mà biết mà có được, phải không? Đó, cho nên khi làm mà chị gắng cố gắng thì chị làm một cái đường dây liên hệ cho em để em giữ cho tới khi mà ai coi được cái clip này thì biết số của em đó thì liên lạc để mà giúp em vậy thôi. Cho nên là để chị coi lại mà trong dây cho con rồi có ai giúp dây em cho nữa con không? Để ở đây có một người làm ơn cho cô số điện thoại của người anh Hằng liên lạc của em trai 31 tuổi bị gãy xương nằm liệt giường 3 năm Cà Mau, cô có người quen Cà Mau và sẽ nhờ họ mang đồ đến giúp gia đình này. Ok, trước tiên thì bây giờ những cái tin nhắn này Hằng mới nhận được thì Hằng, cô có xem cái video này đây, cô nói là hello Hằng, làm ơn cho tên và số điện thoại của cái người mà bị nằm liệt giường 3 năm này ha. Tại vì cô có người quen ở Cà Mau và cô sẽ nhờ họ mang đồ đến giúp đỡ, đồ ăn hay là cái gì vậy đó đến giúp đỡ. Thì bây giờ em đọc cái số điện thoại của em và địa chỉ liên lạc đưa đây chị Thần. Thôi để gắn cái microphone vô đi, để cho nó cầm nó nói cho dễ hơn. Rồi bây giờ có một người nhắn cái tin này là có người thân ở Cà Mau. Cô này tên là cô Ngọc Quý. Thì em đọc cái số điện thoại của em ha. Và ở đây em tên gì chị quên nữa. Nguyễn Văn Được. Em Nguyễn Văn Được sẽ đọc cái số điện thoại ở đây. Thì các nhà hảo tâm ở khắp nơi nếu như xem được cái clip này và nghe được cái số điện thoại của em này thì bà con cô bác muốn giúp em thì cứ gọi điện thoại trực tiếp cho em và em sẽ liên lạc được với em cái địa chỉ và gửi tiền cho em, hoặc là có ai ở gần, những người ở gần lân cận ở trong nước Việt Nam có gửi đồ ăn cho em hay là gửi những cái gì cho em đó thì liên lạc với em qua số điện thoại này. Ok, rồi bây giờ em được, em đọc số điện thoại đi. 0947 079 744 0947 079 079 744 744. Ok, nếu mà quý vị khán giả ai các nhà hảo tâm có muốn giúp em được thì liên lạc qua số điện thoại này là của Được luôn đúng không? Dạ của em. Rồi cái điện thoại hiện tại của Được đó đúng không? Dạ dạ. Bây giờ cái tay không dở được là mỗi lần điện thoại gan sao nghe? Bả bấm, mẹ không bấm nghe cho. Mỗi lần nghe điện thoại thì kêu mẹ. Kêu. Vậy là mẹ cứ vòng vòng trực vậy thôi. Tối ngày trực nó tối ngày có đi đâu không chứ đâu. Đó bây giờ đây nè, có cô có mượn người có chừng đó. Cô Ngọc Quý nhắn một cái tin này nè là
À, tại vì ở đây cái số nào mà Hằng có ghi ra rồi, còn số này nguyên ngày nay là trên đường đi, chắc có lẽ là nhắn, cho nên Hằng bây giờ mới coi tới đây và coi tin nhắn luôn để Hằng trả lời những cái tin nhắn là hello Hằng, làm ơn cho cô tên và số điện thoại của cái người mà Hằng liên lạc, của một em trai 31 tuổi bị gãy xương nằm liệt giường 3 năm nay ở Cà Mau. Ở Cà Mau đó cô có người quen cũng ở Cà Mau, cô sẽ nhờ họ mang đồ đến giúp đỡ gia đình bất hạnh này. Thật tội nghiệp cho em và bà mẹ của em đó quá, nuôi con tật nguyền suốt bao năm tháng, mai sau này bà mẹ mất đi, em nằm một chỗ thì ai lo. Cô rất ngưỡng mộ và quý mến Hằng vì Hằng trẻ đẹp nhân hậu lại có trái tim Bồ Tát. Thật đây là những cô khán giả lúc nào cũng yêu mến Hằng, nói là Hằng đem lại cho những cuộc đời như thế này được một cái giống như một cái cơ hội, một cái phao hay là gì. Thì thật sự đây là những cái khán giả gửi tin nhắn. Thì nhờ cô dạ. Hằng đó giúp đỡ rồi để góp. Đây là Hằng bác đồ. Nhờ cái Hằng có một cái giống như là một cái kết nối để cho các nhà hảo tâm khắp nơi mới biết. Chứ ví dụ Hằng không làm một cái kết nối này thì các nhà hảo tâm đâu có biết ở trên cuộc đời đất nước quê hương mình có những mảnh đời bất hạnh. Thì đó là các cô xem chương trình của Hằng rất là lâu, nhiều cô rất là yêu mến công việc của Hằng làm. Cho nên chính vì cái đó là cũng là một cái động lực mà để cho Hằng tiếp tục đi tìm những mảnh đời như thế này để mà giúp đỡ. Đó thì cô mới nhắn là cô chúc Hằng và gia đình luôn được mạnh khỏe và mọi an lành trong cuộc sống. Xin cảm ơn cô Ngọc Quý ở San Diego, California. Là cô này ở San Diego, ở Cali, ở cũng xa xa cách cái nơi của Hằng ở. Từ cái nơi Hằng bên nước ngoài. Mấy cô trong chương trình của Hằng mà gửi tiền về đây cho những mảnh đời này là mấy cô bên nước ngoài không à? Dạ, cũng no, ở Việt Nam ít lắm. Cũng có một hai người chuyển gửi giúp những mảnh đời bất hạnh thì ở Việt Nam có, nhưng mà ít lắm, một hai người thôi. Còn đa số chương trình của Hằng làm thì hầu như là ở nước ngoài, ở Mỹ và các nước khác. Các nước khác thì mỗi người khi thấy Hằng đăng lên cái trường hợp này thì hầu như ở nước ngoài giúp đỡ thôi. Đó, buôn bán ồn quá. Buôn bán ồn quá. Rồi chị Sàn đưa qua đây tắt đi để Hằng sẽ tìm coi còn một cái tin nhắn nào giúp em trai này nữa không. Đang tìm. Đang tìm, ok. Rồi thì đó, nãy giờ thì Hằng cũng đã nói và đọc cái số điện thoại của em trai đọc số điện thoại rồi. Thì nếu như quý vị khán giả, các nhà hảo tâm xem được chương trình của Hằng thì cứ gọi trực tiếp để giúp em trai ha. Còn hôm nay thì dạ, hôm nay thì Hằng tới đây và Hằng trao cái số tiền mà mấy ngày nay khi Hằng quay cái clip của em được lên và được sự ủng hộ của khán giả, các nhà hảo tâm giúp em được một ít tiền, và Hằng tới đây Hằng trao và đọc tên lên để cho em được cảm ơn các nhà hảo tâm ha. Thì trước tiên là có một người tên là Angie Bá Dương cho 50 đô. Em Lan Nguyễn cho 200 đô và Phong Đỗ cho 100 đô. Chị Điệp cho 50 đô. An Trương cho 100 đô. Cô Đỗ Bích Như cho 50 đô. Kim Nguyễn cho 100 đô. Và Linh Trần ở San Jose cho 150 đô. Hà ở Las Vegas cho 100 đô. Và một người này là giấu tên cho 100 đô. Thi Homan cho 100 đô. Thì rồi ở đây Hằng sẽ cộng coi được bao nhiêu nha. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1001.
Rồi ở đây là em được có được 1.100 đô la Mỹ, 1.100 đồng đô la Mỹ nha cả nhà. Thì đây là cái clip Hằng đăng cách đây là khoảng ngày 3 ngày quá. Thì 3 ngày phải không? Dạ. Ừ, khoảng 3 ngày. Thì được các nhà hảo tâm giúp cho mình một chút xíu như vậy. Đó thì hôm nay nãy giờ chị đọc qua cái số tiền của các nhà hảo tâm cho em được 1.100 đô la Mỹ. Như vậy thì em gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm đã giúp đỡ em trong cái lúc em bị hoạn nạn khó khăn như thế này đi. Em cảm ơn chị Hằng giúp đỡ cho em và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho em đủ tiền để em uống thuốc trị bệnh đồ cho em để em bớt bệnh rồi để ăn dưỡng rồi. Cảm ơn nhà hảo tâm nhiều lắm. Ok rồi cô gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cầm này luôn em được cầm gì nói chuyện đi. Cũng cảm ơn cô Hằng cũng mà dìu dắt cho mấy chị bên bển hồ mà hổ tâm giúp đỡ cho mà con vậy đó rồi chị bệnh với con uống thuốc rồi vậy đó rồi cũng cảm ơn hổ tâm cho giúp đỡ nhiều dữ lắm, cảm ơn nhiều. Dạ. Nói chung là chân chất không biết gì, biết gì nói nấy thôi. Không có biết lời lẽ qua bướm gì phải không? Đó thì thật ra ở đây là chị Sòn đếm 1.100 đồng đưa cho cô để cô làm cái chi phí mà cho em ha. Tại vì đây là một số tiền. Mẹ con chị đó cũng cảm ơn nhiều dữ lắm mấy chị hảo tâm bên nước ngoài đó. Dạ. Giờ là thủ quỹ đang đếm tiền để chào. Đây là cô phải là 1.100 đồng ha. Thì thí dụ như bây giờ mình cất đô đi. Rồi khi nào á em nó cần xài gì đổi lần tờ thôi để mua thuốc uống mua đồ ăn sao nào tới giờ. Trời đất. Lại tìm vàng đổi đồ. Lại tìm vàng đổi. Hồi xưa giờ chưa biết đổi đô hả? Hỏi thiệt, hồi xưa giờ có cầm qua tiền đô chưa? Không có, hồi nào tới giờ không biết. Dễ gì có cái vụ đó. Dễ gì có tiền đô là tội nghiệp không? Coi như là lần đầu tiên cầm được 1.100 tiền đô đó hả? Mờ hồi nào tới giờ mới cầm nè, mới biết này chứ đâu có biết tiền. Ui là trời, hồi đó giờ mới biết tiền đô. Chị Sòn lấy mấy cái tờ 2 đồng đó cho mỗi tờ ép vô điện thoại chơi cho vui đi. Có cái áo điện thoại hồi nào tới giờ đâu. Tờ 2 đồng mới tin đó. Hồi đó giờ không có biết tiền đô, tội nghiệp chưa? Trong cuộc đời đó hả? Trong cuộc đời mới biết thấy nè chứ hồi nào tới giờ có biết đâu. Trong cuộc đời mà được cầm cọc tiền đô ngàn mấy. Này giờ trong lòng trong ruộng đâu có đâu. Bởi giờ nào tới giờ. Rồi bây giờ Hằng đưa tiền đô, cho nên hồi nãy hỏi Hằng á, bây giờ cái này xài sao? Chết rồi tội nghiệp. Đưa tiền đô không biết xài còn sao đây? Che đi cho người xào bỏ vô điện thoại đi. Che đi cho nghe ngưỡng tờ đi. Đâu có 2 đồng đó có 40-50 ngàn bạc đổi làm gì? 42 ngàn 44 đồng 44 ngàn 44 ngàn. Cái đó là để bỏ trong điện thoại cái may mắn của cái 2 đồng đừng có đổi. Tiền này là ta hên lắm luôn đó. 2 đồng là tiền may mắn đó nha. Hên đi cho. Bây giờ đi cho nó tờ cho em nó tờ để nó dòm. Tại cái này không có xài được rồi bỏ ở đâu dòm? Bỏ vô cái điện thoại ép dán lại cho nó để nó dòm trong điện thoại vậy đó. Trời đất ơi, bây giờ đưa tiền đô cho bà nói xài sao này bà không biết xài chết rồi. Cái này nè thì đó nữa chị để tâm tính cho bà. Bây giờ nghe nói nè, đây nè cái tờ 2 đồng đâu lấy ra đừng có đem đi đổi ha. Cái tờ này là để coi, cái này là để mà kỷ niệm của cái này là kỷ niệm của cô Hằng ha, để mà giống như tiền may mắn đó ha. Rồi tờ 100 đô đây đưa chị nè. Trời, bây giờ cất cho kỹ, lộn xộn lum bây giờ đó, trong đời cầm được 1.100, mỗi lần kẹt tiền mà xài cầm đi ra tiệm vàng đổi một tờ đủ rồi hen. Phải cất cái này cho nó gọn, để này sao luộn ở trong lưng quần suốt ngày rồi cột trong túi áo hay sao, phải không? Đúng rồi, cột nó lại lấy cái kim tay ghim nó vô hen. Rồi mỗi lần xài như vậy lấy một tờ thôi. Trời ơi, tại dưới quê tội nghiệp gì không biết xài nữa, không biết xài sao. Làm nhân quá, nhân nó đổi mất giá đó. Ừ, phải làm cho thẳng băng cho đẹp. Rồi nghe nói nè. Rồi cất lại. Cất lại, một tờ tiền đô đổi được khoảng 2 triệu 3. Sao? Một tờ đổi được khoảng 2 triệu 3. 1.100 đô đó là được khoảng gần 27 triệu hả? 25 triệu mấy.
25 triệu mấy hả? Dạ. Nó gành nè. Thằng này vậy là biết đổi đô. Hồi chưa té là nó cũng đi mần ăn, đi lên tới trên Sài Gòn nó đi mần mướn tùm lum hết trơn á. Có đi mần mướn thì biết. Đúng rồi. Tại vì rồi té rồi nó sóc giác lại nhà của nó đó. Nó lanh lẹ nó sóc lanh giác. Lẹ. Còn nhiêu là ở nhà không ai lanh lẹ không biết anh, gì hết. Đó thằng anh đó, với thằng anh đó bên đó, đó là dở bẹt thôi. Anh đó thì đi mần hồ rồi nó cũng đi mần hồ nữa. Dạ nhớ nghe. Đó cho nên là cái tiền đó đó là một tờ là đổi được khoảng 2 triệu mấy lận. 2 triệu 200 coi như là được 20 mấy triệu, nhiêu đó không biết nhiêu tiền. Tại vì biết xài tiền Việt Nam mà hỏi cái này xài sao thiệt là tội nghiệp. Đó. Thấy không? Vậy là trong cuộc đời mới cầm được nhiêu đó đó hả? Trời ơi, mới cầm hồi nào tới giờ đâu có biết tiền này đâu. Mới cầm. Trời, mới cầm. Tưởng nó một tờ gì đổi chắc được 100 ngàn. Trời ơi, quỷ thần ơi, hồi đó giờ tiền đô không biết, một tờ tưởng đổi được ra có được nhiêu. Một tờ đổi được 2 triệu mấy. Coi như mang ơn cô Hằng dữ lắm nha, giúp đỡ. Mà hữu tâm được giúp đỡ được mang ơn nhiều. Coi như bao nhiêu là đổi được tới 20 mấy 30 triệu lận. 25 triệu khoảng hơn, 26 triệu gì đó. Nha, rồi nhớ cất kỹ nha. Đó nhớ cất kỹ. Ok Khoan. Chế thấy nuôi bệnh đó, nó rồi chế thấy em nằm với võng nó nằm trên giường. Giờ em thấy nó bắt đầu em rớt nước mắt em. Còn bây giờ biết là thấy quen rồi, không có khóc nữa phải không? Chế thấy mà năm ngoái năm nay là quen thiệt chứ mấy lúc trước. Nào xong chị chế cho em một chùm một món cùng món đồ nữa được có không? Cho món gì? Món giờ trà dầu Mỹ chai nó quá trà dầu thơm. Còn có đem theo không? Nó nói quá trời dầu. Vậy đó hả? Có đem theo không? Ôi là trời, có bây giờ nó nói là cho nó xin món nữa được không? Trời ơi, chai dầu Mỹ nó quá trời thơm. Vậy đó hả? Rồi sao mình ơi mà xài hai chai trả lời coi. Thì sức để dành sức chi đó chứ. Sợ chứ đi về không có dầu để sức nữa. Bây giờ đừng lo, lấy cho con trai đi. Nhưng nếu mà em gắng sống mà suốt cuộc đời cũng được, chị sẽ cho em xài dầu Mỹ đó hoài luôn. Biết sao giống. Thì cứ gắng đi. Đi bác sĩ ta nói sống có bảo 7 năm trời, 7-8 năm gì đó chứ. Bác sĩ nói sống được có 6-7 năm trời. Dạ. Không có sao, cứ cười hoài là sống thêm được. 7 năm còn không kỹ thì 6-7 năm. Thì giờ cô kỹ đừng cho nó lỡ lối thôi. Cái gì? Rồi cái đít cũng còn thẹo bị lớn vậy nè. Vậy hả? Lỗ nào lỗ nấy nó thẹo nó bự vậy nè. Bây giờ nó lành rồi, lành rồi. Bây giờ nó còn nấm đen, cái nấm đen bây giờ còn thẹo bị lớn. Rồi cho con chai dầu Mỹ nữa luôn. Nha. Đây quá trời thơm. Giống tội nghiệp luôn. Quá trời thơm luôn, xin món nữa được không? Đây, rồi cầm giùm cho nó sức hết thì cho nó xài nữa ha cô. Dạ. Bữa kia cho con chai mà sợ hết thì không có nữa, bây giờ xin chế thêm chai nữa. Cho tôi chai nữa được. Em nó bệnh hoạn chị ơi, có giới hạn còn mình mạnh khỏe đó hen. Cái em nó bệnh hoạn như vậy nè. Đúng rồi, đúng rồi. Nếu mà hằng có nhiều hằng chia hết, tại vì đây là hằng đem về có giới hạn để cho những trường hợp già cả với bệnh hoạn không à. Già cả với bệnh hoạn thôi. Đó. Chứ mà nếu mà thực sự á hằng có nhiều, hằng phân phát hết làng xóm, nói chung ai cũng muốn, tất cả bà con ai cũng muốn có một chai dầu gió xanh hết trơn. Hằng hiểu ha. Đó nhưng mà không thể chia hết được. Giống như bây giờ em chia cho chị đó chứ gì. Cái chị khác ở xóm này phân bì tại sao không cho tôi? Phải không? Nhưng mà thí dụ em cho em cho cái em trai bệnh này thì không phân bì được. Tại vì em nó bệnh. Đó chứ nếu em mà có kinh phí nhiều em mua hả về một lần á mấy chục thùng luôn để em phát hết làng hết xóm. Em mua về thật ra đó là 24 lố dầu như vậy nè. 24 lố đó mà mỗi lố như vậy 12 chai, mà nếu 24 lố là nó nhiêu chai? Là về em phát, con phát cho mấy người già với bệnh. Tại vì già đó người ta rất cần cái dầu, đi gặp người già là con cho. Rồi giống như mấy người đi trường hợp bệnh vậy nè, đó là cho. Còn mấy người mạnh khỏe mình có thể mình mua được, không sao, mình đi làm mình mua được đó. Chứ em cho chị được. Mà ở đây xóm này nói cho chị con trai rồi sao không cho người ta? Tại xóm này nhiều người cũng đi xuống lấy gạo bữa kia đúng không? Đó. Cho nên thông cảm đi chị. Còn cho thằng được hai chai thì không phân bì gì được được ha. Tại vì được nhà nè, nằm gì đây nè. Đó nằm gì đây nè. Mình còn lành lặn, mình may mắn hơn quá. Mình còn đầy đủ sức khỏe muốn bước đi đâu bước. Đó là một cái điều mình may mắn hơn những cái hoàn cảnh này rồi. Cho nên là gắng cố gắng lên, thấy không? Cũng được các nhà hảo tâm yêu mến em mà. Yeah. Ừ. Cho nên là mai mốt á, cái số của em, nếu mà những khán giả xem được có thể gọi đó. Cho nên nó bắt điện thoại không được thì khi điện thoại gan đó là cô chạy ra mở điện thoại cho nó nghe nha. Yeah. Ha.
nghe mẹ dùng chồng ở nhà cũng bắt đi đâu rồi không cặp đây luôn. Khổ quá chị Hà, mà cô Hằng thấy lúc khổ hả, cái con mắt nó mờ hai con luôn, cái đút cơm cho nó ăn không thấy đường đút, đút có để ớt vô chổng lên cái phành phành đó cho nó ăn ớt, cái nó quá trời cay, đút sao cho ăn ớt cay. Tôi nghe chứ. Ừ. Cái gì lên cái con mắt bị sao nữa? Mắt bị cồn hết hai con luôn. Rồi mổ chưa? Cái mổ hết con rồi, cái gì cái qua Tết đựng cái khổ gì đây, hỏi tiền ta đâu có giùm đâu. Ừ. Cái năn nỉ nói giết cái ta cho giùm cho được 5 triệu bạc. Đi bộ mổ mắt đâu có 2 triệu mà mổ từ thiện á. Mổ đó riện cái mổ bên con vợ còn con. Đúng rồi, bây giờ cô canh cái từ thiện đi mổ mắt á, cô sẽ chờ. Mổ nói từ thiện cái mổ tốn tiền. Thiệt. Mổ ra ngoài bệnh viện Cà Mau mình rồi ở dưới mà chỗ pha mắt nó dưới mé sông đó. Nói từ thiện cái mổ cũng tốn có 2 triệu bạc. Rồi bây giờ nếu cái nói chương trình từ thiện vậy, mổ như vậy là người ta bắt mình trả tiền gì? Chia sẻ luôn cho quý vị khán giả tiền, biết. Tiền có bảo hiểm luôn đó mà không biết là tiền gì mà 1 triệu mấy gần 2 triệu cái kiến gì đó. Chứ không phải là nói mổ từ thiện là không có tốn đồng nào hả? Không, cái này mổ là như mổ tư rồi chứ không phải mổ từ thiện. Mà cũng ta cũng như có bảo hiểm ta bớt rồi đó. Bớt rồi tiền bảo hiểm rồi. Thôi bây giờ nè, có cái tiền này chích ra chút xíu đi, nếu 2 triệu mấy 3 triệu mổ được con nữa thì mổ đi. Rồi nói mổ mà giờ chưa có mổ rồi, nó cũng có tiền đi mổ thì giờ có tiền này không chừng thôi mổ đi cho bà sáng bà, cho mẹ bà em mới có cho sức chăm sóc em được phải không? Chứ mẹ em mà mù nữa rồi ở đâu mà chăm sóc em được. Mà đúng không? Bụng con này thì con này thấy tôi thui, còn như có con này mà bên đây nó làm như nó kéo qua hay gì đó đỡ. Còn bụng lên thì bên đây tôi thôi. Vậy thì nhớ nhắc mẹ thôi, bữa nào có ai lại canh chừng nó là cô liên lạc để cô đi mổ đi ha. Tại vì cô phải sáng mắt cô mới nuôi được nó, chứ cô không sáng mắt sao cô nuôi. Rồi vậy rồi kiến đồ bò nó đâu có thấy đâu. Thì, có bà chế kêu bà chế bà nghỉ. Bây giờ kiến rồi cũng thấy chứ. Làm hộ rồi mà bữa nào bà đi bệnh viện đi khám bệnh rồi chế bà nghỉ ở nhà bà đây. Bà chế phụ nữ đi làm hồ. Dạ, là bà đi phụ hồ đó ha. Dạ. Phụ hồ, hai vợ chồng cũng đi phụ hồ. Nghèo nè, che ở giữa mé tường với tôi nè. Bây giờ là cũng che thiết không, xung quanh nóng hổi vậy sao không đục cửa sổ mà sống gì đây rồi. Che thiết thì phải đục cửa sổ cho nó nhiều. Bà làm bằng ngày, bằng đêm có gì ngủ. Bằng đêm cũng nóng chết luôn, cũng phải đục cửa sổ cho nó thoáng chứ. Bằng đêm thì bắt quạt gió. Trời ơi, bắt quạt gió mà dí lại nó ngợp cũng thở đâu nổi. Rồi hai chồng đi mặn rồi, đó thùng hồ đồ ginh về đó rồi bỏ đó. Thôi vậy cô liên lạc cô đi mổ con mắt đi nha. Cô con mắt phải sáng cô mới chăm sóc em nó được vậy. Chứ nhà thì săn sóc lo cho nó rồi anh ấy chế nó rồi thì cũng nghèo khổ đi mặn mướn vậy đó. Chị Tư mới kêu đâu hồi chào nào luôn hay đâu ngủ. Cô. Đó, mà cô Hằng uống ly nước mía đi. Ủa ai đi mua nước mía? Kêu chị Hai làm. Ôi vậy hả? Cô bán hả? Nhà cô bán hả? Chị trả tiền đi chị Sòn. Khỏi mà trả tiền rồi. Khỏi thì ai trả? Trời ơi tiền không có. Mà lấy rồi trả tiền rồi. Có 10 đây bán rẻ 10 ngàn. Có 10 ngàn. Ly có 10 ngàn Việt Nam mà. Bán rẻ gì mà cô không ai mua nữa. Vậy hả? Là nước mía thiệt không? Trời ơi không bán. Ồ, coi mía như mía hả? Nhà mía thiệt ép ra. Liệu không con qua đây nè con. Trước đây bà bán wow, 10 ngàn ly nước mía ngọt. 3 ly. 3 ly 10 ngàn hả? Làm 3 ly 10 ngàn. 3 ly nữa. 3 ly nữa. Bà làm thì em làm 3 ly. 2 ly 10 ngàn. Bán bà bán qua bên bên phải. Qua làm 3 ly. 10 ngàn là có 50 sen nè. Có 50 sen 3 ly nước mía. Xe rồi, sao rồi xe tới rồi. 50 sen 3 ly nước mía nè cả nhà ơi. Dì à, lợn thì chủ cái đám mà đó đó hài. Ủa nãy đi ngoài đó vô hay là tại quay đầu xe? Quay chạy hút á chị, chạy hút cái đó rồi. Chị thấy thường thường đi ngoài này vô như vậy. Để trên cái ghế. Thấy đâu á? Rồi em có được cái số tiền như vậy em mừng không? Dạ em mừng lắm chị. Để có tiền được, bác sĩ cho thay ống tiểu rồi với uống thuốc men rồi để mỗi lần không có tiền cái bác than nhằn với nhau nói không có tiền bạc gì. Mỗi lần vô bác sĩ vô là 300 ngàn không. Coi như là mỗi lần thay ống tiểu không có tiền cái má nhằn.
nhiều khi không có tiền cái gì nói mày không đó mà giờ khổ cỡ đó. Ôi là cha bây giờ cô có nhà, bây giờ nhà nó còn mạnh khỏe thì bây giờ nó cũng mừng, nó lo gia đình đúng không? Mà tới nó bệnh thì vậy chứ đâu có muốn phải không? Không muốn rồi bắt đầu nhiều khi cái nhằn la nó nói con có muốn vậy đâu. Mà giờ lỡ vậy rồi mẹ nhằn mẹ la vậy thôi chết cái cho rồi. Vậy đó hả? Thôi đừng nhằn nữa, bây giờ có tiền đó để dành lâu lâu thay ông tiểu nó được rồi hen. Bởi vì giờ thì nhầm khi nhằn la nó bằng đêm đỡ nó nhiều quận có ngủ cũng mệt đâu. Quá chứ cũng tức về đang ngủ ngon vậy đó cái nó kêu mẹ ơi đỡ con mẹ thì chung ra đỡ nó rồi cái vô ngủ không được ngộ vậy lớn tuổi ngủ không được cái giờ nhầm khi cái khó chịu quá nhằn đó mày kêu mày đỡ tao con đêm đỡ 3-4 giác thì chắc là lần chắc mẹ chết luôn. Mẹ ngủ không được cái mẹ chết cái nhầm khi suy nghĩ lên cái tội nghiệp đó. Mẹ mình mạnh giỏi gì bằng đêm mình đỡ không biết nhiều quận đó vậy đó. Cô Hằng thấy gì chứ nói vậy rồi đỡ nó rồi tôi có ngủ gì đâu một đêm vậy tôi ngủ không biết được 4 tiếng. Cái tật sao mà đỡ rồi còn đang ngủ ngon mà nó kêu chung ra là đỡ nó rồi là tôi ngủ là không được sao kỳ vậy. Mấy tiếng đồng hồ mòn mỗi giờ ngủ lại vậy thôi chứ là vô ngủ không được. Rồi sáng nấu cơm gì cho nó ăn? Cho nó ăn cơm với cá kho. Cá kho vậy thôi không có rau khác. Cá kho với chấm lá hẹ. Lá hẹ cũng ngon vậy. Mua lá hẹ rồi chấm cho nó ăn. Đúng vậy nó chịu ăn mà rau mát rồi lá hẹ đồ này nọ vậy đó ăn rau đồng vậy mà chịu ăn rau ngon mà ăn rau được tốt nữa nó mát nữa. Ủa hồi nãy nước mía đâu không đưa cho em nó ăn ly giờ đi vô kêu xay mà đi ép nữa. Ơi tài xế xe chạy lên tới đây là chết luôn hư xe luôn rồi hả không có thì mềm bánh rồi thay luôn rồi hả rồi tự thay nãy giờ hả đưa ra anh ơi rồi cởi áo ra thay luôn má mồ hôi thay chứ thay ơi luôn thay gặp không biết thay mất đi thở rồi nước mía kìa kêu nước mía thì em uống kêu rồi kêu đã. Đem qua. Nước mía cũng có nước đá cũng đỡ quên kêu mấy đứa mày lấy ghế ra cho quán cà phê không bán ly cà phê mình bển có bán không có kêu mía rồi là mía nhà là mía nhà dạ, chặt vô ép vậy hả dạ. Nhỏ có này tôi trồng ở đây trồng nước mía rồi trồng cũng mía nhà rồi ngồi giỏng chứ ngồi giờ nghỉ ngồi nghỉ nó ngay gốc me này là cái nơi lý tưởng mỗi khi trong nhà nóng hả nóng rồi đẩy ra đây trời nắng là đẩy nó ra đây xuống vậy đó trời mưa mấy trong nhà thôi bữa đó cô Hằng vô là trời mưa mới đẩy vô đó chứ thôi là ở ngoài này không ủa vậy là mùa nóng là nó ở ngoài này mùa nắng là ở ngoài này không ban đêm cũng ở ngoài này luôn ban đêm thì nực quá thì kêu đẩy ngoài hàng ba đó đó hàng ba gần anh ở nhà đẩy tiếp có anh đẩy tiếp mà không có thì cháu đẩy nhưng khi thằng này nó cũng đi mành nữa nó cũng đi mành hai đứa cháu bữa bữa quay đó nhà đó nó ngồi đó kìa đó kìa cha mẹ nó thì mành nữa rồi mua xe đạp cho con bé chưa rồi bữa nay chủ nhật nó thứ bảy gì nó không có đi học đậu xe mẹ nó có nhà không mẹ dạ, cha nó mần nó đằng nhà đằng đó tay đây đẳng thôi đi mần hồ chứ bữa nay không có lụa cái nhà này là tới nhà đằng đó là nó mần đằng đó để một chút nữa đi qua bản coi rồi mẹ nó đi mần là gửi thằng bé này cho cô hả bà ngoại giữ bà ngoại nó là ai bà ngoại bữa ở nhà đó, hả không gặp không thấy hả ta quên không. Bữa đó bà đi đâu không biết bà không có nhà Trời cũng khổ nữa, bà giờ vợ cũng không có đất đai chân khổ, ổng mất rồi cái nó thẳng dạ, bà giờ vợ nuôi luôn. Bà lên bà ở chung với gái. Bây giờ giữ cháu cho con gái đi làm. Giữ cháu cho con gái đi mần thì hai vợ chồng mần đằng đó đó. Còn và lâu nay thì mần ngoài Cà Mau, mần tùm lum hết trơn á. Rồi giờ có nhà đằng đó mần người ta thấy gì ta kêu hai chồng nó mần ở gần đây. Đó là đứa em bà con chú bác đó nó kêu mần. Lấy ghế ra đã khỏi đi cô ngồi con khỏi
Dạ, ok, rồi thôi thì Hằng ghé lên thăm chút, rồi Hằng để đi qua bên Đạt đó, coi chiếc xe mẹ nó mua cho con em nó làm sao ha. Hình như là của thằng Đạt cũng có ai cho một chút nè, không có nhiều. Cũng có ai cho mua tập vở gì đây. Có ai cho bé Đạt, Linh Trần cho bé Đạt được 150 đô đó, để mua tập vở. Thì nếu mà cái gì đó, nếu như mà liên lạc được với bé Đạt thì mẹ nó có số điện thoại mà hả? Dạ. Thì có gì để mẹ nó đi làm này hả? Mẹ nó đi làm. Có gì thì bà nó kêu mẹ nó về. Đi kêu mẹ nó về đi. Siêu lắm rồi. 100 đô vậy. Lì xì cho 100 đô vậy. Bằng ơn. Rồi, anh tài xế rồi cho 100 ngàn. Tài xế chở đi rồi có mất tốn tiền rồi còn cho gì nữa. Nó kiểu... lâu có cầm được rồi sợ gió bay. Đây, đây. Nó kẹp gì chứ nó. Kêu lắm kêu mẹ nó về kìa. Đi đặng về kêu mẹ về con về. Vậy kêu mẹ đi. Thiệt. Kêu mẹ về nhà đi. Để có hàng đi qua. Ta qua. Có đó hả? Chở nghiêng nghiêng như vậy hả? Tự nghiêng được không? Nó tự nghiêng hay là mẹ đỡ không chứ? Ờ cái đó đỡ qua vậy là để yên vậy. Ừ, yên vậy luôn á, chừng nào đỡ qua thì đỡ chứ nó đâu có cử động gì được đâu. Từ đây chứ ra lên đây nó biết đau, từ nóng quá nó à. Lên nó biết đau. Cái cô giặt cái khăn ướt á, cô lau trên người nó. Ừ, lau suốt à. Ừ. Cái khăn đâu rồi nè. Lau rồi nãy giờ không có lau nè, chứ lau suốt. Lau giặt khăn ướt lau á. Ừ. Lau bằng nước đá luôn á, chứ nước lạnh nó không mát nó luôn á. Đúng rồi, phải lau rồi nhầm khi là đắp vào trên trán là đắp ngực này nữa nè. Đắp hai cái khăn gì đó. Mà con khúc biết đau đó mà vậy đó. Có con khúc trên biết đau thôi. Ở dưới nó không biết đau. Biết đau. Chứ nếu mà ở dưới biết đau còn mệt đó, hồi rửa đó. Cái bắt đầu nó mẹ gặp mình mà đau đó là chịu không nổi. Đúng rồi. Nó đau ba lỗ luôn, lỗ bự gì hai bên, hai lỗ bự lớn gì đó. Dạ. Nó lỡ lép. Bởi vì giờ thuốc đỏ nó cũng còn hoài vậy, thuốc đỏ bông gòn cũng còn giữ hoài vậy đó. Còn ở trên cái thẹo, trên cái bụng vậy nè. Sao ngộ nó không có lành được. Nó lồi thịt ra hoài, đụng tới ra máu, đụng tới ra máu. Thì thường ngộ thường mấy đó, người bị thương nó vậy đó. Rồi bắt chỉ vô quýt ra thì cũng bởi vì giữ bông gòn với thuốc đỏ. Mỗi lần vô thai thì phải tha rồi ấy bông gòn lại chứ. Yêu cầu gỡ ra là ra máu, nhưng sao mà nó không lành kỳ. Nằm quá nó hầm đấy. Hồi chứ thấy nó nghẹt ở dưới cổ. Với thọt vô tử hoặc gao vô hoài sao làm được. Đóng tay nó đổ thọt vô hoài luôn. Gia đình đó là đồng ý là ký tên mổ. Cái thằng con ở trong ký là kêu phải mẹ vô ký nữa. Ta mới dám mổ, còn không ký tao dám mổ. Tao nói là như nó liệt hết trơn vậy đó. Rồi như liệt vậy đó, rồi mổ mà máu nó không có cầm á. Rồi có bị gì thì chủ nhà như không cha có mẹ các anh em vậy là không có thương người ta đó. Là ta bắt mình phải ký tên. Rồi vô ký tên đó rồi mổ đó. Mổ sao mà bác sĩ cho hay là cầm máu. Mổ nó vừa rồi bác sĩ cho hay là nó cầm máu được là cho hay liền luôn. Anh em gì chị em ở ngoài khóc hết trơn, ở xóm ta đi cũng khóc luôn, bạn bè nó đi theo cũng khóc hết trơn. Lên ca mổ rồi bị bác sĩ cho hay đi gì, nói bác sĩ nó đi chung một xuồng bác sĩ sao lúc đó, nó có bề gì thì mà nó dị đó, rồi sao cầm được là bác sĩ cho hay. Mổ vừa xong là vậy, bác sĩ điện cho hay liền, nói mà an tâm đi, nói mẹ với anh chế rồi an tâm đi, mổ cầm máu được thì không sao, là gì cho hay là mừng hết biết. Ok thôi bây giờ Hằng sẽ mẹ con về chưa, mẹ nó kêu nó về chưa rồi. Ok giờ cô Hằng đi qua bển rồi, thôi vậy đi, rồi để Hằng đi qua bên mẹ cái bé Đạt ha. Đây nè. Ok rồi, rồi cái số điện thoại đã đọc như vậy rồi thì
nhớ canh mà có điện thoại gan á thì mình cứ nghe. Dạ. Tôi các nhà hảo tâm khắp nơi người ta xem được thì nhiều khi giúp được cái gì cho mình, giúp được miếng cơm manh áo, tại vì không phải là một ngày một bữa, cuộc sống em nó nằm đây là còn dài dài, phải không? Cho nên nếu bà con thương, bà con giúp mình được cái gì nó cũng đỡ cái đó dữ lắm ha. Mang ơn dạ. Cô Hằng nhiều thì coi như đây, đây là cũng một cái duyên đi. Cô Hằng nhiều dắt vậy đó, có cái duyên đó, có cái duyên đi chứ bây giờ mà ở xa trên đây mà hay tin Hằng ở dưới Hằng cho gạo, chứ thực ra thường thường cho gạo Hằng nghĩ là cho ở dưới cái ấp cái chỗ Hằng ở thôi, nhưng mà không ngờ các nơi rất là xa. Chị Hai này nè, bà cho hay cháu mà. Tôi là con Phượng đó, dạ dạ hay rồi cho hay rồi chuyền miệng nhau mới chạy xuống. Tôi rủ ở đây, tôi không có xe ở đây, tôi rủ ở đây mới chở tôi đi. Rồi đợi tới 12 giờ tôi ở với luôn. Cái dạ. Bác kêu ở lại đi, rồi thấy thằng này gì đây đâu có ở lâu được, dạ. Chở thôi đi về. Chứ bà có rủ nói thôi xin từ ở đây với tôi đi, rồi thấy gì nói không có được kia để em về đi, rồi 11 giờ em mới đi xuống. Trời. Mà mới 10 giờ rưỡi là đi xuống dưới phát hết rồi. Rồi thằng con nè nó điện nó nói thôi mẹ ơi, mẹ với Kim Cương khỏi xuống, con xuống còn không có nữa nè. Rồi cái gì hai mẹ con đậu nó xuống gần tới rồi để chạy con đôi chừng không được cái số nó tới đó. Thì bắt đầu diễn sao điện lên nói có chị Hà mà có cô Hằng nè, nói thằng em té gì đó làm sao sao hỏi cái nó nói vậy điện vậy thấy gì chạy lại đó chứ có đâu tại có vì biết tới nói xin gạo giúp rồi đỡ hỏi gì, lý do làm sao dữ lắm luôn. Thì cái anh trai đó là anh đó thì anh nói là cái thằng em ở nhà nó bắt té. Con gà nó té liệt giường. Thì Hằng nghe mấy cái trường hợp á là đặc biệt thì Hằng hỏi tới làm sao. Trời ơi, ca hát nhảy nhót dữ lắm luôn á. Vậy hả? Bình thường đó. Mà có quậy không? Bắt con gà hả? Có quậy không? Không, ca đi đám thiệt luôn, tao thấy lắm, ca hát nhảy nhót luôn đó. Vậy hả? Ý nói là có quậy, có ăn chơi không? Hồi lúc mạnh khỏe có không? Cũng ít, không có quá đi chơi. Mà như đám tiệc rồi thì đi chơi rồi còn mà đi mặn đồ như làm vuông á, có tôm thì ở nhà đặt tôm, còn không có thì đi mặn mướn vậy đó kiếm tiền chứ cũng dạ. Thì bệnh này là cố đất là hết rồi. Thì thôi cái này tùy duyên các nhà hảo tâm mà giúp được cho em nó nằm mà có cái miếng cơm manh áo vậy là quý rồi. Chứ ở đây mình cũng mang ơn cô nhiều dữ chứ lắm. Mình không có biết sao mình phải yêu cầu được cho tất cả mình hoàn hảo. Đây là cái những cái thước phim này Hằng chia sẻ các nhà hảo tâm ta xem. Ai cũng cực khổ, ai cũng đi làm thì mỗi người ta góp một chút mới có cái được cái số tiền này nha. Mà từ một con số không mình không có, mình nghĩ là không có đồng nào cô cầm tiền cho em đó, nhưng mà được một cái số tiền như vậy hồi nãy trao như vậy tới cô bất ngờ, cô không biết cái đó là tiền thì coi như là quá quý rồi. Cho được mà gì cả mốt hả, nhiêu bên này ngàn 1.100 đô thì cái đó là tiền của các nhà hảo tâm. Thì coi như là cái này mình không có sự đòi hỏi được, cái đây là chia sẻ lòng hảo tâm người ta cho mình thôi nha. Chứ ở đây là chương trình này là chương trình làm từ thiện. Chứ ở đây là Hằng cũng làm YouTube. Nhưng mà Hằng đã, cái YouTube đối với Hằng đó khi đi quay review những cái thước phim thế này không có bao nhiêu tiền để mà Hằng làm kinh phí hết á. Nhưng mà đây là Hằng thích làm những công việc từ thiện mà khi mình giúp được một người mình cảm thấy mình vui thôi. Nha, nói làm YouTube thì các cô chắc không có hiểu, nhưng mà em trai này thì hiểu làm về YouTube, YouTube không? Đã biết. YouTuber đó. Nói YouTuber. Đó. Cho nên thật ra mà khi những người làm chương trình làm về YouTube mà làm từ thiện ít ai coi và ít được tiền lắm. Giống như làm YouTube mình cũng làm, mình có những cái thước phim mình đăng lên trên mạng, rồi công ty YouTube nó trả tiền những cái video đó cho mình. Nhưng đa số người dân coi á, họ lại không có thích coi như vậy. Ở Việt Nam hầu như là họ thích coi giải trí, họ thích coi cái gì vui, cái gì lạ. Chứ đa số họ thích ít có khi nào coi này. Gia nhân đa số chương trình của Hằng làm từ thiện những người coi là ở nước ngoài không à, toàn là Mỹ, khắp nơi châu Âu, mấy nước Pháp, nước Đức, nước Úc. Chứ Việt Nam ít có fan khán giả của Hằng lắm. Việt Nam ít coi lắm, nhưng mà đa số là những nhà hảo tâm của nước ngoài mới coi chương trình từ thiện. Còn hầu như Việt Nam thích coi giải trí. Cái này Hằng thật sự Hằng nói chứ, Hằng đăng lên YouTube coi điện thoại trẻ. Dạ cái đó chương trình đó, tại vì Hằng không có kinh phí. Hằng có thì Hằng mới đi cho được. Còn giống như Hằng đi quay như vậy nè,
là Hằng chia sẻ lên để cho cộng đồng mạng người ta thương và người ta giúp cho. Chứ cái này Hằng không có ai cho tiền Hằng mà để Hằng đi làm này hết, mà chính Hằng làm, Hằng lấy từ cái đồng lương của Hằng, Hằng làm từ YouTube. Đôi khi Hằng chích những cái đồng lương đó ra, khi Hằng đi Hằng gặp Hằng giúp. Còn khi nào có được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm thì Hằng mới đem đi chia sẻ gạo hay là cái này cái kia cho bà con. Còn nếu không có cái những cái đồng tiền đó thì Hằng làm trong khả năng của Hằng. Hằng gặp những cái mảnh đời, cuộc đời nào thực sự nó ngặt nghèo thì Hằng chích từ đồng lương của Hằng, Hằng giúp. Còn giống như người ta còn đủ tay chân mạnh khỏe sức lao động thì mình giúp theo cách khác. Đó, giống như là trường hợp em này thì chỉ có nằm một chỗ thôi, không có sức lao động. Thì những trường hợp đặc biệt thì Hằng mới đi lại Hằng chia sẻ, rồi bước đầu thì Hằng cho một chút tiền vậy thôi. Nhưng mà bữa đó thì Hằng tới Hằng biết chắc chắn khi Hằng chia sẻ hình ảnh của em được lên thì sẽ được bà con cô bác ủng hộ, nhưng mà nhiều hay ít thôi. Đó, nhưng mà bước đầu được bao nhiêu đây là cũng quá mừng rồi. Mừng mà mừng dữ lắm luôn. Quá mừng rồi, tại vì không có vuông thì bây giờ không phải nói tiền được, cầm số tiền được là nhiều. Em ước mua cái quạt phun xương á. Ước mua cái quạt phun xương. Mua phun xương tôi nói 2.3 triệu đó, mà nói hoài đó, hoài mà không có quạt gió đâu. Quạt xương nắng như trong nhà trong quạt cũng mát. Quạt mà phun nước ra. Dạ. Là ước cái quạt phun xương vậy thôi, lấy cái tiền đó đi mua cho nó cái quạt phun xương đi nha. Ha. Nếu mà gọi tháng này đẹp tới mưa cái gì tường Tết mua được, tại vì nắng nóng là tưởng lắm, nhưng mà nó nơi mưa là tới mùa mưa rồi cũng đỡ đỡ rồi. Đi mua cây chả lụa thèm hôm Tết bây giờ mà không có mua ăn, cái đi mua cây chả lụa ăn. Thèm hôm Tết giờ không có tiền mua cây chả lụa, bữa đó con lên cho tiền mua cây chả lụa ăn. Cây chả lụa 170-180 gì đó. Ôi là trời. Rồi cho ăn cây chả lụa rồi. Còn ăn rồi mà cũng còn chưa hết. Coi như thèm vậy chứ cũng ăn miếng thôi. Thì có thèm gì mua cho nó ăn nữa đi. Thì ăn vậy đó, ăn thanh vậy đó. Thì bây giờ suy nghĩ đi, thèm cái gì tiếp cái kêu mẹ mua cho ăn. Dạ dạ. Ha, ăn không có nhiều. Dạ. Vậy đó. Rồi kêu quạt phun xương nó thích thì thôi mua cho nó đi cô. Hôm qua mùa cũng được, tại đây tôi đã tới là mùa mưa đó. Mưa cái gì đâu, cũng nóng gần chết. Thì mua đại đi, trước cũng xài sau cũng xài, bây giờ có tiền thì mua đi. Dạ dạ. Ha. Nó ướt cái quạt phun xương. Thì thôi mua cho nó 2 triệu mấy hả? Dạ. Thôi vậy lấy 100 đô ra đi đổi mua cho nó được rồi. Để đổi. Mua đi, nó ướt để cho nó dòm, nó thỏa mãn, có quạt được cái nó nhìn nó cũng vui nữa. Cái đó cũng là một cái sự sống của nó. Ha, nếu mà không có tiền thì gắng mà chịu chứ khi mời mốt thì đi mua cho nó. Khi đây là cái tiền nhà hảo tâm cho mà xài cái gì cho em nó có được cái sự sống, có được cái niềm vui, đây là cho nó thì mình xài đúng cho nó không có sao. Ha, giống như mua cái quạt để quạt cho nó mát thì mua cho nó đi. Vậy đó. Coi như ướt á ha. Ướt cái quạt phun xương. Thôi vậy được rồi, vậy cũng vui rồi. Rồi từ đây trở lên đó có số điện thoại á, thì mình bắt điện thoại mình nghe. Đó. Rồi coi ai lấy gọi. Lấy thuận ý đi, con chơi ý nhá đi. Ý nhá đó. Nhá chắc gì nó kêu rước hay gì vậy. Ý nó kêu mày. Rồi ok thôi bây giờ vậy mình đi qua bên kia đi, qua bên nhà em Đạt đi ha. Đạt lắm, dẫn con vẫn rồi.